Tập 2. Cô ấy còn để ý tới đứa bé. Nếu như cô ấy để ý tới đứa bé thì cô ấy sẽ không có bỏ lại con bé. Tới cô cũng biết, với năng lực của tôi thì không thể chăm sóc tốt được cho Thiện Thiện. Cô ấy sẽ không biết điều đó sao? Anh thăm dò tôi sao? Tôi đang trần thuật sự thật. Tôi đã từng nói chuyện này với cảnh sát Ngụy của các anh rồi. Chị ấy tại sao lại không liên lạc với anh? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chị ấy vẫn luôn dạy Thiện Thiện nhận ra bố của nó. Điều này nói rõ chị ấy vẫn hy vọng có thể được quay lại bên cạnh anh. Anh nói như vậy là không công bằng với chị ấy rồi. Nếu như là vì công bằng thì xin cô hãy nói tôi biết sự thật. Theo cách nói của anh vẫn là đang nghi ngờ chúng tôi. Cô ấy trước khi mất tích đã từng gọi điện cầu cứu với tôi. Tôi đã sống chung với cô ấy 9 năm rồi. Tôi chưa từng nghe thấy giọng nói như vậy của cô ấy. Cô ấy là gọi điện thoại báo cảnh sát cầu cứu. Tôi là chồng cô ấy, cũng là một cảnh sát. Cô ấy một lần duy nhất gọi điện thoại cầu cứu với tôi. Tôi lại không cứu được cô ấy. Cô bảo tôi làm sao có thể tin được cái chết quang đường như vậy của cô ấy. Thủ tục thay đổi quyền giám hộ Thiện Thiện qua một khoảng thời gian nữa thì có thể làm. Anh có thể dẫn con bé về nhà trước. Còn chuyện 10 triệu và chuyển mộ kia, nếu như anh thay đổi chủ ý thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Phải nghe lời của bố đấy, biết chưa? Các cậu về trước đi. Được. Vậy bọn tôi đi trước. Thiện Thiện, người này chính là cô của con. Con bé bây giờ vẫn chưa thể nói chuyện. Đứa bé này đã phải trải qua những gì vậy? Đội trưởng Triệu, giám định của mấy vụ án trước đó vẫn chưa làm xong sao? Vụ án trước đó lượng thông tin cần đối chiếu khá là nhiều, vẫn chưa làm xong. Anh có chuyện gì sao? Là như vậy, giúp tôi lấy dấu vân tay trên ly này một chút, làm đối chiếu một chút với dấu vân tay của Hồ Gia Anh. Được. Rồi tôi làm xong vụ án trong tay này, tôi lập tức đối chiếu. Được. Đội trưởng Triệu, giám định của vụ án này còn cần một lúc lâu mới có. Nếu không thì anh cứ về trước đợi đi. Có kết quả rồi tôi báo cho anh biết ngay lập tức. Được. Đội trưởng Triệu, cục trưởng Tiêu gọi anh qua đó một chuyến. Được. Đi thôi. Vậy cậu rốt cuộc nghĩ thế nào?
Tôi đang nghĩ cảnh sát bên thành phố Tây Quan có lẽ đang điều tra nhà họ Hứa. Số di sản này rất có thể là những thu thập bất chính. Vậy cậu có biết tại sao tôi lại báo cho cậu, báo cậu đừng điều tra tiếp nữa không? Cục trưởng Tiêu, cái này tôi không rõ. Dựa theo sự hiểu biết của tôi, người mà được Hứa Dân Phi để lại phần lớn tài sản chính là Hứa Hàm. Sau khi cô ấy chết, công ty ngân sách của nhà họ Hứa vẫn luôn đang do Hứa Liên quản lý. Nếu như nguồn gốc của số di sản này thực sự có vấn đề, vậy thì cũng chỉ có thể là có liên quan tới Hứa Dân Phi và Hứa Liên. Dù tôi có tham gia vào vụ điều tra hay không thì kết quả của vụ án đều giống nhau, nhưng mà quyền thừa kế tài sản của nhà họ Hứa vẫn thuộc về Hứa Hàm. Cậu với Hứa Hàm là vợ chồng, vấn đề của nhà họ Hứa không đơn giản như vậy. Cấp trên thông báo xuống, bảo cậu đừng can dự vào nữa. Trong cục dạo gần đây không có chuyện gì, phê chuẩn cho cậu nghỉ phép nửa tháng. Công việc ở trong đội giao lại cho Tiểu Trần xử lý thay cậu. Buổi sáng ngày mai, nói anh là anh họ của Sa Xương Chí, bởi vì mấy năm nay cũng chỉ có anh họ của hắn ta từng tới thăm hắn. Chuyện này tạm thời đừng để cục trưởng tự biết. Biết rồi. Cái đó tôi nghe Ngụy Tường nói. Tình hình bên đó rồi. Anh là muốn điều tra tiếp từ vụ này. Hiện giờ có rất nhiều chuyện đều không có cách nào giải thích từ chứng cứ. Tôi muốn điều tra rõ ràng. Đúng rồi, khoảng thời gian này mọi chuyện ở trong đội phải làm phiền cậu rồi. Chuyện nên làm, đợi tôi thu xếp ổn thỏa cho đứa bé xong, tôi sẽ quay lại. Những chuyện khác sẽ không bị ảnh hưởng. Được rồi, anh yên tâm đi. Đi cẩn thận đội trưởng Triệu. Đội trưởng Triệu, chú ý nghỉ ngơi. Lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Đội trưởng Triệu sao vậy? Đội trưởng Triệu muốn tự mình điều tra tiếp. Anh ấy không chỉ muốn điều tra ra nguyên nhân cái chết của chị dâu, anh ấy còn muốn điều tra ra toàn bộ những chuyện mà chị dâu đã che giấu. Vậy thì không phải là rất nhiều sao? Tôi nghĩ một chút. Sau khi cuộc điện thoại báo cảnh sát năm đó được gọi tới thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân Sa Xương Chí che giấu sự thật. Còn có bức ảnh kia, rốt cuộc do ai gửi tới? Tại sao nhiều năm như vậy chị dâu vẫn chưa từng liên lạc với đội trưởng Triệu? Còn có một chuyện, nguyên nhân thật sự cái chết của chị dâu. Còn có đội trưởng Triệu lấy cốc uống cà phê của Hứa Liên mang tới phòng kỹ thuật. Đợi đã, cậu nói là đội trưởng Triệu nghi ngờ Hứa Hàm vẫn chưa chết. Hứa Liên chính là Hứa Hàm. Không phải vậy, hai người họ không phải chị em sinh đôi à? Vì vậy tôi cảm thấy những người quen thuộc với họ chắc chắn có thể nhận ra khí chất và giọng điệu của hai người họ không giống nhau. Vì vậy tôi nghĩ rằng khả năng Hứa Liên chính là Hứa Hàm gần như là bằng không. Tiểu Ngụy, tôi phải nhắc nhở cậu, cảm xúc của đội trưởng Triệu bây giờ vô cùng bất ổn, bởi vì chuyện này có quan hệ với chị dâu. Theo quy tắc, nếu như lập án, anh ấy không thể tham dự vào điều tra, càng huống hồ là vẫn chưa được lập án. Ngoài ra, cục trưởng tự cố ý giao phó tôi phải trông chừng tốt anh ấy, khuyên nhủ anh ấy. Nói lên cái gì chứ? Nói rõ là anh ấy xác thực không thích hợp để điều tra vụ án này nữa rồi. Hai người chúng ta với tư cách là hai người duy nhất có thể nói chuyện cùng với anh ấy. Không khuyên anh ấy thì thôi, còn giúp anh ấy tiếp tục điều tra đúng không? Không phải vậy, tôi, cậu cảm thấy như thế này có ổn không? Đúng thế, tôi hiểu rồi. Thank you.
Tôi nói mà cái ông anh họ này của tôi cũng chưa chờ hỏi gì mà lại tới rồi. Hóa ra chính là đội trưởng Triệu à. Sao vậy? Lại tới hỏi tôi vợ của anh bị tôi giấu đi đâu rồi sao? Tìm được cô ấy rồi. Tìm được rồi. Vậy tôi phải chúc mừng anh chứ. Còn sống hay chết? Chết rồi. Anh nói xem, chuyện này đau lòng biết bao, còn không bằng không tìm được, đúng không? Tôi là muốn hỏi anh một chút. Chuyện này vốn dĩ không có liên quan gì tới anh. Tại sao chuyện của cô ấy anh đều tự mình gánh hết? Anh thấy đấy, trước kia tôi đã từng nói rồi, những chuyện mà đám anh em kia của tôi làm ra tôi cũng không phải nói. Cái gì tôi cũng đều hiểu rõ, đúng không? Hơn nữa, bọn họ làm cùng với tôi thì có gì khác biệt đâu. Nhưng mà ảnh của vợ anh nhìn có chút quen mắt. Nói không chừng có liên quan tới đám người dưới tay tôi. Nói thêm nữa, anh khiến tôi phải vào đây rồi. Tôi không thể không trả thù anh một chút sao? Lão Triệu, anh đừng kích động như vậy. Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Hồ sơ vụ án tôi đều xem qua rồi. Không hiểu làm sao tự dưng biến mất. Tôi có thể làm thế nào đây? Chúng ta không phải đang điều tra sao? Cứ từ từ điều tra thôi. Điều tra thế nào? Thi thể đã hỏa táng rồi. Chuyện này được gác lại một năm rồi. Giờ để nói với tôi hồ sơ vụ án mất rồi. Anh không cảm thấy chuyện này có vấn đề sao? Có vấn đề. Khẳng định là có vấn đề. Nhưng mà cậu phải tin tôi. Tôi sẽ điều tra ra chân tướng rõ ràng. Nếu như không điều tra rõ ràng, tôi cũng sẽ ngủ không yên giống như cậu vậy. Chị, em đi thành phố Tây Quan xử lý chút chuyện, rất nhanh có thể quay về. Có chuyện gì vậy? Đợi Diệt Thần quay về không chịu ngủ. Gọi điện thoại cho nó đi. Gọi rồi, vẫn y vậy. Chị nói là đi Tây Quan làm chút việc, nhưng mà không nói là làm cái gì. Nếu như ngày mai Diệt Thần vẫn còn không về, chúng ta phải nghĩ cách tìm cho Thiện Thiện một bác sĩ tâm lý. Bệnh con bé không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Đúng thế. Đúng rồi. Trước đây gia anh không phải là có một người bạn tên là gì nhỉ? Tên là Tần Nghiên. Học tâm lý sao? Tần Nghiên. Gọi cô ấy, khẳng định cô ấy có quen biết với rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi. Có thể đó. Alo, xin chào. Xin chào Tiểu Tần. Tôi là chị gái của Triệu Diệt Thần, Triệu Diệt Thanh. Cô còn nhớ chứ? Chị Triệu sao? Lâu rồi không gặp. Tôi gọi điện cho cô là muốn nói với cô, chúng tôi tìm thấy gia anh rồi. Mọi người tìm được cô ấy rồi. Có thể nói là như vậy. Chẳng qua năm ngoái cô ấy đã chết rồi. Một lời khó nói hết. Xin chia buồn. Tiểu Tần à, tôi gọi cho cô chủ yếu là muốn xin cô giúp đỡ một chuyện. Cô xem cô có quen biết chuyên gia nào về phương diện tâm lý trẻ em không? Con của Diệt Thần và gia anh chúng tôi cũng tìm được rồi. Là một bé gái, năm nay 7 tuổi, nhưng mà lại mắc chứng bệnh trầm cảm của trẻ nhỏ, không thể nói chuyện. Cô xem có quen biết chuyên gia nào về phương diện này không? Đứa bé hiện đang ở nhà của Diệt Thần hay sao ạ? Đang ở chỗ chúng tôi. 2 năm trước chúng tôi đã chuyển tới tầng trên nhà Diệt Thần. Diệt Thần vẫn ở chỗ trước kia. Vậy nếu như mọi người thấy thuận tiện thì mai em sẽ tới đó một chuyến. Chuyện phục hồi tâm lý này thật ra quan trọng nhất là sự tín nhiệm giữa bác sĩ và người bệnh. Ở một mức độ nào đó mà nói,
Sự thích hợp còn quan trọng hơn cả sự chuyên nghiệp. Ngày mai em tới xem Thiện Thiện trước một chút. Nếu con bé có thể tiếp nhận em, thì hãy để em giúp con bé phục hồi đi. Chị thấy có được không? Được, được. Nếu như cô có thể tự mình tới thì tốt quá rồi. Tôi càng yên tâm hơn rồi. Nhưng mà làm sao mà cô biết con bé tên là Thiện Thiện chứ? Vừa nãy tôi nói cô biết sao? Đúng vậy, chị có nhắc tới mà. Vậy được rồi, vậy lát nữa tôi gửi lại một lần nữa địa chỉ nhà nha, có được không? Được. Chị Triệu, tạm biệt. Lưu Mẫn, đội trưởng Triệu. Tôi tưởng là cậu về thành phố Nam Giang rồi. Tôi tới là muốn lấy bản sao giấy chứng tử tử vong của Hứa Hàm một chút. Còn có danh sách cảnh sát điều tra lúc đó và tên của bệnh viện. Cậu cũng biết đấy, những cái đó nếu như không có phê chuẩn thì không để người khác xem được đâu. Tôi là chồng cô ấy, nhưng mà tôi không được cho phép của cấp trên. Chị thấy đấy, hôm nay tôi tới chỉ là người nhà của người đã mất. Tôi chỉ có một thân phận như vậy thôi. Tìm mẹ, đi tìm mẹ nha. Đi tìm mẹ nào, cục cưng. Đừng khóc. Một lát nữa là tốt rồi. Mua đồ sao? Nín đi, nín đi. Anh là anh Hầu đúng không? Xin chào. Tôi là Triệu Diệt Thần. Tôi là chồng của Hứa Hàm. Tôi từ chức là bởi vì nguyên nhân cá nhân của tôi, chứ không liên quan gì tới vụ việc của cô Hứa hết. Con gái của tôi và Hứa Hàm đã 7 tuổi rồi. Con bé bởi vì cái chết của mẹ nó nên đã mắc chứng bệnh trầm cảm của trẻ nhỏ. Còn bởi vì vài nguyên nhân nào đó mà dẫn tới mất ngôn ngữ. Con bé đã 7 tuổi rồi. Tôi đều chưa từng gặp nó. Tôi khó khăn lắm mới tìm được con bé. Nhưng tới một câu bố cũng không thể nào gọi tôi. Tôi thấy con gái của anh đang khóc, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi từ chức là bởi vì tôi phát hiện tôi không thích hợp làm một cảnh sát, càng không thích hợp làm một cảnh sát hình sự. Kiên trì với sự nghi ngờ của bản thân, truy tìm manh mối, điều tra tới cùng, cái tinh thần này tôi không có. So với chân tướng sự thật, cái tôi quan tâm hơn chính là nếu như tiếp tục điều tra sẽ đem tới ảnh hưởng tiêu cực như thế nào tới tôi cùng những người nhà của tôi. Vì vậy anh cảm thấy cô ấy không phải là chết đuối ngoài ý muốn. Cô ấy không phải. Anh làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng biết một thi thể chết đuối ngoài ý muốn sẽ như thế nào. Lúc chúng tôi chạy tới hiện trường thì người nhà họ Hứa đã đem xác của cô ấy dớt lên rồi. Cô ấy quả thực khắp người đều ướt hết rồi. Nhưng chỉ xét từ vẻ bên ngoài thì khoang miệng, khoang mũi và quần áo của ấy cho thấy rất sạch sẽ. Người chết đuối ngoài ý muốn thì khoang miệng, khoang mũi còn có quần áo, có lẽ nên có bùn, đất cát hoặc là những sinh vật phù du khác. Đúng thế. Còn về việc phổi tích nước và trong phổi có rong rêu và sinh vật phù du hay không thì tôi không rõ. Đây là chuyện của bên pháp y. Nhưng da của người chết bề mặt ửng đỏ, cái này không hề giống với chết đuối ngoài ý muốn. Tôi nghi ngờ nơi đó không phải hiện trường tử vong đầu tiên. Dở mạch máu do tác động ngoại lực, đây không phải là chết đuối ngoài ý muốn mà là ngạt thở. Tôi cho rằng như vậy
cũng có chỗ không thể giải thích được. Ví dụ như trên cổ của người chết không có dấu vết bị bóp cổ hay là vết thắt. Hơn nữa, cảnh sát và pháp y đều loại bỏ khả năng bị sát hại. Ấn chặt phần đầu vào trong nước dẫn tới chết đuối, cũng có loại khả năng này.